Xin chào đại gia đình nhà Mọt Kim. Đã bao giờ các bạn cảm thấy cuộc sống này thật là áp lực và muốn bỏ hết tất cả để về quê trồng rau nuôi cá chưa? Cuộc sống yên bình ấy quả thực là đáng mơ ước đúng không nào? Người anh Mikey cũng có mong muốn ấy, nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra sự thật rằng mọi thứ không phải là mơ. Hãy cùng xem Mikey sẽ về quê trồng rau nuôi cá như thế nào nhé! Em đang cảm nghiệm ở trong đây, Kim là bạn mất định hướng đông tây. Không sao cả để Mọt Kim trận lối, follow me anh em cứ theo tôi. Mọt Kim trong VN. Cái gì mà có tí việc cũng làm không xong, bữa giờ ngâm mấy ngày rồi, làm thế này thì nghỉ luôn đi cho nhanh. Mikey cúi gằm mặt trước những lời la mắng nhẹ nhàng của một trùm cuối gửi cho anh. Vì cái tội 4 ngày rồi mà không ra nổi một clip nào ra hồn. Tức tối vì suốt ngày bị chửi lên chửi xuống như con đẻ, Mikey vắt tay lên trán suy nghĩ cho cái số phận nhỏ nhem của mình. Phận làm thuê sao mà nó đắng cay chua chát thế à? Nó sáng là chiều chửi, tối tăng ca, quần quật như con trâu mà lương tháng cũng không tăng miếng nào. Đang suy nghĩ, trên YouTube phát lên hình ảnh nông trại trong Cloud Song, âm nhạc dịu dàng, hình ảnh đẹp mắt, thú điền viên tao nhã. Những hình ảnh này lọt vào mắt xanh của anh chàng văn phòng Mikey. Cái thú làm nông dân nó tự do tự tại thế, tại sao mà lại đê mê đến thế? Sáng sớm như mình xách thú ra đồng, trồng rau trồng cà, nuôi cá chăn vịt, thư giãn thoải mái làm sao. Ước gì mình có một cái nông trại như thế nhỉ, chẳng cần đi làm nữa, dẹp dẹp hết. Đang ước, Mọt đại hiệp làm cái đét vô đầu khiến Mikey đau đớn. Mơ mộng gì hả thằng này? Viện sếp giao làm tới đâu rồi? Em đang làm nè. Tao thấy mày nằm mơ mộng nãy giờ chứ làm gì? Em lại đang suy chết muốn về quê trồng rau nuôi cá như đèn vầu chứ gì? Ủa sao anh biết? Tao lạ gì mấy đứa trẻ trâu chúng mày, hở tí rồi về quê, hở tí rồi về quê. Thế bây giờ tao hỏi chú mày nè, chú mày đã bao giờ thử làm ruộng nông vườn tược bao giờ chưa? Mày có chắc là nó nhàn chứ không suy chết không? Ừ nhỉ, lâu nay mãi lo cơm áo gạo tiền, Mikey quên mất cuộc đời anh xưa giờ chưa định hình mình sẽ là con người như thế nào hay là làm gì. Suốt ngày cứ sáng đi làm, chiều nghe chửi tối cà game. Cuộc sống lẫn quẩn đó khiến cho Mikey bế tắc tới mức làm biếng nghĩ tới tương lai luôn. Thành thử mơ đến cái ngày làm nông trại, anh lại ngập ngừng suy nghĩ. Làm nông trại có ngàn không ta? Có thức khuya dậy sớm không ta? Có bán mặt cho đất, bán lưng cho trời không trời? Anh xem trên phim thì thấy nông dân trúng mùa thì sướng đó, mặt rạng người, nhưng cứ vài tháng lại mất mùa, lại là ế ẩm, lại là lỡ vụ, buồn lắm. Chợt nhớ tới con game Cloud Song VNG mà anh nhìn thấy lúc nãy, Mikey bèn lọ mọ vào thử tập làm nhà nông. Cloud Song VNG là game mobile nhập vai thế giới fantasy rất được cộng đồng ưa chuộng. Sau hơn 3 tháng ra mắt, game thu hút hàng trăm ngàn người chơi trong nước và Đông Nam Á, trải đều trên khắp mọi máy chủ. Thời điểm công bố, sản phẩm này còn nhận được hàng loạt đánh giá tích cực từ cộng đồng nhờ hệ thống đồ họa chibi dễ thương, gameplay nhập vai MMORPG rộng mở. Hơn thế nữa, chính bối cảnh thần thoại châu Âu là điểm cộng đáng chú ý của tựa game này, bởi đa số các game nhập vai hiện nay đều đi theo phong cách kiếm hiệp, do đó nhiều người chơi luôn muốn tìm kiếm và khám phá trải nghiệm những vùng đất mới mẻ tại trời Tây. Cloud Song cũng chẳng kém cạnh bất kỳ tựa game nhập vai đình đám nào, dù marketing rất là hiền hòa. Game sở hữu hệ thống class đa dạng, xây dựng tính năng cạnh tranh ngay từ giai đoạn đầu tham gia, phế cá tổ đội, vui chiến, quán quân chiến, tinh nguyệt chiến. Kết hợp với đồ họa đẹp, tươi sáng và thơ mộng, Cloud Song VNG thu hút một cộng đồng đông đảo người chơi, đa dạng cả nam lẫn nữ. Biết sơ sơ chút về con game này như vậy được rồi, giờ thì vào game thôi. Trong game bạn có thể tự chọn nhiều hệ phái cũng như là ngoài đời chúng ta lựa chọn công việc sau khi ra trường. Ai may mắn chọn được công việc phù hợp với mình thì không sao, nhưng mà nếu công việc không phù hợp thì như nào nhờ? Trong phiên bản mới, chiêu tiệc gia viên có tính năng chuyển hệ giúp bạn có ngay tấm vé quay xe làm lại sự nghiệp. Chưa hết, khi chuyển hệ thì level trang bị vũ khí ngọc vân vân mọi thứ đều được giữ nguyên. Điều này đồng nghĩa với việc bạn thoải mái trải nghiệm class mới mà không cần mất công cày cuốc lại từ đầu. Đã vậy, game còn hỗ trợ một lần chuyển đổi chỉ số nhân vật để phù hợp với class mới nữa cơ. Ngon. Thế mấy trường hợp mấy cháu cứ nay nhảy việc này mai nhảy việc khác thì như nào nhờ? Loạn game à? Không hề luôn, không hề nha. Tính năng chuyển hệ cũng có những yêu cầu riêng như
Bạn chỉ có thể chuyển hệ khi đạt đến một level nhất định. Level 70 sẽ được đổi class trong cùng hệ phái, như hệ vật lý gồm sát thủ, cung thủ và kiếm sĩ, còn hệ phép thì có thuật sĩ và pháp sư. Lên level 85 thì đổi thoải mái tự do luôn. Mỗi lần đổi, bạn chỉ cần mất một lượng phí nhất định. Phí này tùy thuộc vào lượng người chơi của class mà bạn muốn đổi. Class càng đông người chơi, phí đổi càng cao, cũng như một lẽ tất yếu của cuộc sống nha. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bạn cảm thấy hệ mới chuyển nó sai sai sao ấy so với mình và muốn trở về hệ cũ thì cũng ok. Crowdsong VNG cũng tạo điều kiện cho bạn để quay đầu trong 7 ngày đầu sau khi chuyển với mức phí chỉ bằng một nửa phí cũ mà thôi. Còn nếu muốn chuyển sang class mới khác nữa thì vui lòng đợi sau 7 ngày kể từ lúc chuyển nha. Cũng phải lưu ý thêm cho các bạn là phải cần có tối thiểu gấp 2 lượng phí chuyển hệ cần thiết thì mới có thể tiến hành đổi, như một dạng chứng minh tài chính tránh xảy ra trường hợp người chơi rỗng túi sau mỗi lần chuyển đổi. Xong thủ tục chọn hệ chuyển hệ rồi và chơi một chút để đạt đến level 80 thì Mikey đã có thể thử ngay giờ luôn cái tính năng gia viên, tính năng mới nhất của Crowdsong để tập làm nông dân online. Tính năng gia viên, bạn có thể trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng các kiến trúc cho riêng mình như là nhà cửa, chuồng trại. Bạn có thể thoải mái trong việc xây dựng, bố trí kiến trúc theo sự sáng tạo và kinh nghiệm thiết kế của bản thân. Hay đó chứ nhờ. Nó như thể một thế giới riêng, điều mà Mikey ao ước bấy lâu nay. Và vô tình với tính năng này, anh có thể thử trải nghiệm tương lai của bản thân theo cách mà anh đã định hình, suy nghĩ. Đầu tiên là hãy bắt đầu với trồng trọt, chăn nuôi trong nông trại này. Chắc đây là bước cơ bản nhất của mọi bác nông dân rồi nha. Sáng ra vườn tưới rau, chiều dạo quanh hồ cá, chiều thế này hẳn nào đen bầu cứ rủ về quê trồng rau nuôi cá thế thôi. Gia viên trong Crowdsong chưa hết đâu nha. Lên cấp các gia viên tiếp theo, game sẽ lần lượt mở khóa các tính năng khác. Ở đó ngoài làm nông ra, bạn có thể xây nhà, nâng cấp các kiến trúc, cao hơn nữa là xây dựng và vận hành các xưởng sản xuất, nâng cấp gia viên của bạn thành mô hình tự cung tự cấp với dây chuyền tự động chuyên nghiệp. Nghe kinh không? Đi. Thực ra chém gió cho anh em vậy thôi chứ chơi nó nhẹ nhàng vui vẻ lắm, không nặng nề chút nào. Mikey lò mò vào game, vào gia viên và bắt đầu những bước xây dựng đầu tiên, từ vườn rau, hồ cá, chuồng gia súc. Mỗi cấp độ gia viên được tăng lên, Mikey lại mở được cả tá trò mới. Khai thác gỗ nè, đào mỏ khoáng sản nè. Tiền bạc cứ thế về tay ầm ầm và thoáng chốc anh đã có một gia viên khá là mỹ mãn, đủ tiêu chuẩn giường ao chuồng như anh đã được nghe ở đài phát thanh xã. Sở dĩ lên cấp mới được mở thêm là bởi gia viên của Crowdsong VNG có rất nhiều tính năng theo độ khó tăng dần. Nếu mở đồng loạt sẽ dễ khiến người chơi bị ngộp. Mikey cũng đánh giá cao điểm này. Vì ví dụ anh có về quê làm nông thật thì quy trình xây dựng và phát triển mô hình sản xuất nó cũng phải tuần tự các bước như trong gia viên. Đang đê mê trong gia viên thì một đại hiệp kéo Mikey ra khỏi cơn mê bằng việc chỉ cho anh một loạt update khác của Crowdsong VNG trong phiên bản mới chiêu tiệc gia viên này. Phiên bản mới có sự sửa đổi về hệ thống trang bị, rune, thần binh, pet để tạo sự cân bằng game. Bản update này cũng sẽ bổ sung thêm lượng lớn skin cho pet để game thủ có thể thoải mái mà thiết kế phong cách cho bạn đồng hành của mình. Ronan là huy chương động treo trên nhân vật vừa đi vừa khoe thành tích. Chức năng thầy avatar với đầy đủ tóc tai mắt mũi trang phục khuôn viện y chang như game thời trang. Ôi, độc hoài mà không hết luôn, nghe đầu tận hơn 40 cập nhật lận mà. Theo như giải thích của anh Mọt đại hiệp vừa rồi, phiên bản này sẽ cân bằng sức mạnh hơn các class cũng như hệ thống trang bị rune. Bởi trước đây có một số nhân vật trở nên nổi bật về lực chiến nếu được trang bị rune xịn. Thành thử ra việc cân bằng update trong lần này là ngon lành cành đào nên cộng đồng thích lắm. Đang mải mê chiêu tiệc gia viên trong Crowdsong, Mikey giật bắn người khi nghe sếp gọi. Mikey, thằng Mikey đâu rồi? Nghe cái giọng này chắc là sắp có biến rồi, Mikey nghĩ thầm ở trong đầu. Chưa kịp dạ thì sếp đã lù lù xuất hiện ở cửa, khuôn mặt hầm hầm tiến đến chỗ Mikey. Đoạn sếp đặt cái bịch hộp bánh xuống bàn. Ngồi hoài không thấy mày đâu, tao mang bánh qua cho mày nè. Ăn lẹ đi, vào game với anh em đi. Mày cũng chơi cái gia viên làm vườn này trong Crowdsong VNG à? Sếp nghĩa thấy điện thoại của Mikey đang để bên cạnh bèn hỏi. Hóa ra sếp cũng có nhiều áp lực muốn bỏ về quê nuôi cá trồng rau, nhưng mà nuôi cá thì ai nuôi một game, nên thôi đành vào gia viên trong Crowdsong VNG để vừa thỏa mãn đam mê của mình vừa xả stress. Ui cha, tình sếp nhân viên thế này mới bền lâu chứ. Mikey quên hết ý định bỏ việc lúc nãy, vừa ăn bánh vừa đàm đạo với sếp cách làm nông online thế nào cho chuẩn. Đoạn hai anh em rủ nhau vào game BK phó bản. Đúng là ở một game mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng một trận game.
Ôi cha, giải pháp của các anh Mọt đúng là tuyệt vời. Việc về quê không phải là điều dễ dàng gì. Thay vào đó, chúng ta có thể thử tính năng gia viên mới toanh trong Cloud Song VNG nhé. À, ngoài việc chill ra thì Cloud Song VNG vẫn là một tựa game nhập vai chuyển sinh thế giới fantasy đáng chơi lắm đó. Hãy tải game về để chill tiệc gia viên cùng em gái Mọt nghe nhé. Link tải ở phần mô tả và bình luận nè anh em ơi. Yeah,